ก็คือยังเป็นแค่หมูใช่ไหมครับนั่นแหละหมูนั่นแหละไส้นวลไหนมาตอนนั้นนิ่มจริงหมูครับแต่รอของมัตต์เฟย์ครับนี้เนี่ยน้อยจะรอเหม่งน้อยตัวคว้าน้อยใส่เลยครับเอ้ยน้อยตัวคว้าน้อยใส่เลยcác bạn hãy xem mắt con khỉ đang hấp phê ngủ sẽ như thế nào nha. Nó đang ngủ các bạn, nó ngủ nó mở mắt luôn, rất là sợ anh luôn. Mắt nó định nó đang sắp nhắm vào rồi đấy. Con này nó ngủ mở mắt luôn các bạn, rất là đẳng cấp. Các bạn cùng nhìn cái mặt của con khỉ nó phê ngủ như thế nào nhá. Rồi các bạn nhìn cái mặt của nó chưa? Mắt nó cứ nhìn gì nó đang phê ngủ các bạn. Thế bây giờ mình chỉ cần đứng dậy phát này nó sẽ bám theo mình luôn. Nó vẫn tỉnh luôn các bạn, nó vẫn tỉnh nha các bạn. Các bạn nhìn mắt nó chưa? Mắt nó đang đảo nha. Thực sự rất là buồn ngủ nhưng mà mắt nó vẫn đang nhìn gì. Nó chưa ngủ say đâu nha các bạn. Rất là ngoan và cute luôn các bạn nhé. Các bạn nhìn cái mặt ngáo của nó chưa? Mặt con này rất là ngáo luôn. Lúc mình cũng rất là ngáo. Cứ để tầm một tí nữa là nó ngủ nha các bạn. Nó đang làm gì đấy? Các bạn đang được chứng kiến con khỉ phê ngủ như thế nào nhá. Chân tay thì mình thấy rất là sạch sẽ luôn. Mỗi cái mặt này nó ngáo phê phê đấy các bạn. Mặt nó ngáo thôi rồi. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy con khí phê ngủ như thế nào chưa?